Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ngày giỗ đầu của cụ Lê Đình Kình, nhà cầm quyền vẫn chưa buông tha gia quyến. Có thể nói vụ án Đồng Tâm là một vết nhơ về khủng hoảng đất đai tồi tệ nhất từ trước cho đến nay. Trong đó nó hội tụ tất cả các yếu tố từ sai phạm đến tội ác của phía chính quyền. Sự tranh chấp đất đai vốn là mối quan hệ dân sự, nhưng chính quyền của Đảng Cộng sản đã đẩy quá xa đến hồi không thể vãn hồi. Chính quyền cứ sai nối tiếp cái sai, nhưng không một quan chức nào bị truy tố, còn người dân giữ lấy đất quyền lợi chính đáng của mình, mong chính quyền tôn trọng luật pháp. Nhưng cuối cùng, vì sự ngang ngược, bất chấp, chính quyền Việt Nam đã đẩy vụ việc đi quá xa và không thể làm lại. Đúng vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, 3.000 cảnh sát cơ động được trang bị vũ trang đến tận răng, nửa đêm đã xông vào nhà cụ Lê Đình Kình, giết cụ và sau đó bắt giam 29 người mang đi, gây ra sự bất bình cho toàn xã hội. Điều đáng nói là cái chết của cụ Lê Đình Kình chưa phải là nỗi đau duy nhất. Gia đình cụ còn gánh thêm 2 án tử hình, 1 án chung thân và nhiều án có thời hạn khác trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 9 năm 2020. Đây là hình ảnh cụ Lê Đình Kình. Sau hơn 3 tháng sau đó, một số bị cáo trong phiên tòa xét xử, một số người dân xã Đồng Tâm đã được giảm án và trả tự do. Những người này cho biết đến nay vẫn bị ám ảnh, hoảng loạn, mất ngủ bởi những gì họ trải qua trong lúc bị tạm giam. Sau phiên sơ thẩm thì 14 người được về. Khi họ hỏi về họ không dám nói, người dân ra đón ở đầu làng đêm hôm sau, phiên tòa sơ thẩm thì ai cũng nói là không bị đánh, không bị làm sao cả. Có lẽ họ đã bị chính quyền đe dọa. Thực tế chỉ có những người được chính quyền đánh giá là không nguy hiểm với họ thì họ mới được thả. Còn những người có lòng nhiệt tình bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân Đồng Tâm thì không bao giờ chính quyền của Đảng Cộng sản có thể thả họ ra. Và buổi đêm định mệnh đã diễn ra như thế nào? Vụ án Đồng Tâm khởi đầu khi lực lượng chức năng với hàng ngàn cảnh sát vũ trang tấn công vào khu dân cư thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Phía chính quyền cho rằng có 3 công an bị chết trong vụ đột kích này và phía người dân, ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, bị bắn chết một cách bất minh. Sau đó, ông còn bị đem đi mổ bụng. Tuy nhiên, tại hiện trường, nơi mà công an cho rằng phía gia đình của Lê Đình Kình đã tưới xăng đốt 3 công an, thì không hề có vết cháy, thậm chí sợi dây điện, vỏ vẫn còn nguyên. Điều này làm người dân nghi ngờ rằng đây là những bằng chứng giả tạo về phía chính quyền. Một lực lượng với 300.000 cảnh sát được trang bị áo giáp, khiêng súng, rùi cui, lựu đạn, hơi cay vân vân. Vậy mà để vài người dân với gậy gộc quốc sẻng tấn công thiệt hại nhân mạng nghe rất phi lý. Ở xứ sở này, chính quyền tự quy định rằng họ luôn đúng. Và với miêu tả từ chính quyền thì người dân đã đổ xăng xuống hố để đốt, tuy nhiên không hề có bằng chứng đó. Sau đó, 29 người dân đã bị bắt đi, nhiều phần là thân nhân gia đình ông Kình. Và tại phiên tòa sơ thẩm bắt đầu ngày 9 tháng 9 kéo dài 7 ngày, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với 2 người con của cụ Kình là ông Lê Đình Công và ông Lê Đình Chức và tuyên án tù chung thân đối với người cháu của cụ là ông Lê Đình Doanh. Tổ Đồng Thuận là nhóm người do cụ Lê Đình Kình đứng đầu thành lập, mục đích là khiếu nại, tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng. Tuy nhiên, hành động tốt đẹp này đã bị chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam căm thù vì nó động chạm đến miếng ăn quá lớn của họ. Và từ đó, chính quyền xem cụ Lê Đình Kình là người cần phải tiêu diệt. Bản thân cụ Lê Đình Kình là một cán bộ lão thành đảng viên và tới trước khi chết cụ vẫn trung thành với cái đảng này. Vào đêm ngày 9 tháng 1 năm 2020, cảnh sát đã đột nhập vào thôn Hoành thực hiện tội ác này. Đây là hình ảnh lực lượng cảnh sát cơ động Hà Nội đã chuẩn bị tấn công vào thôn Hoành. Đã tròn một năm, gia đình cụ Lê Đình Kình giờ vẫn còn đang lo lắng cho những con người khác, họ phải mang trên mình 2 án tử hình. Thông thường, khi chính quyền đã thủ dân thì họ hành động rất ác. Trong những trường hợp đó, gia đình cựu Kình đã xin được khoan hồng là rất khó. Và tiếng nói quốc tế cũng dường như vô vọng với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Phil Robertson, giám đốc châu Ban châu Á, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế, đã nhận định rằng vụ Đồng Tâm thể hiện 2 lĩnh vực đặc biệt đen tối trong chính sách của chính quyền Việt Nam. Đó là việc quản lý đất đai và một nền tư pháp thiếu mọi cơ sở công bằng. Điều mà vụ dân Đồng Tâm cho thấy là chính quyền sẽ không chấp nhận bất cứ thách thức nào đối với thẩm quyền của họ. Vụ này liên quan đến quyền đất đai
vào một vấn đề đặc biệt nhạy cảm. Một điều nữa được thể hiện qua vụ án Đồng Tâm là sự kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tòa án. Rất nhiều tổ chức quốc tế đã lên án, nhưng mọi khi chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn trơ ra. Thực ra, đối với Đảng Cộng sản thì những tổ chức phi chính phủ có cất lên tiếng nói thế nào thì cũng bị Cộng sản Hà Nội phớt lờ vì bản chất của họ là chính quyền lưu manh. Cộng sản đã từng phớt lờ giữa luật pháp quốc tế và luật pháp Đức để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đưa từ Berlin về Việt Nam, thì nói gì đến các tổ chức ân xá quốc tế và tổ chức nhân quyền. Và xung đột giữa người dân làng ở xã Đồng Tâm và chính quyền đã kéo dài trong nhiều năm qua vụ tranh chấp liên quan đến các vụ canh tác đất nông nghiệp tại cánh đồng xanh ở xã Đồng Tâm. Chính quyền Hà Nội cho đó là khu đất quốc phòng thuộc doanh nghiệp Viettel của quân đội Việt Nam. Đây gần như là một tình huống mà chính phủ không cho phép công khai thách thức tiếp diễn, bởi vì nếu không, chính phủ sẽ mất uy tín về khả năng kiểm soát dân chúng. Đó là mối lo sợ thường xuyên của chính phủ và cũng là của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì mối ràng buộc quyền lợi kinh tế trên mảnh đất đó quá lớn nên họ không thể thực hiện đúng luật pháp cho được. Đây là hình ảnh ông Robertson, tổ chức nhân quyền quốc tế, trong một lần trả lời phỏng vấn của đài FA tại Mỹ. Bản chất của quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam là tham. Họ tham quyền, họ tham tiền. Khi bộ máy đã lập ra chính sách đó để chiếm được miếng đất có giá trị kinh tế lớn, thì hầu hết những quan lại tham gia cướp đất ấy được các doanh nghiệp san sẻ cho quyền lợi từ cao xuống thấp. Vì vậy, khi sai phạm đất đai bị phát hiện, chính quyền sẽ trượt dài theo sự sai phạm và đẩy dân vào con đường phải chịu đựng mất mát, chứ họ không chịu bao giờ lùi bước trước người dân. Mà khi họ đã sai phạm hệ thống, thì họ tin rằng khó mà truy cứu hết mọi cá nhân. Vì vậy, thay vì khắc phục, thì họ lại bao che cho nhau và phớt lờ dư luận trong nước lẫn quốc tế. Và câu hỏi được đặt ra là chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam đã vì bao nhiêu mét đất mà đã tàn ác với người dân đến như vậy. Theo tài liệu cho thấy, khu đất tranh chấp ấy có diện tích 59 hectare tại Đồng Xanh. Nó là đất nông nghiệp của nông dân bao đời này. Theo ý kiến của người dân Đồng Tâm thì một lô đất này phải có quyết định thu hồi. Điều này mới đúng luật. Có quyết định thu hồi thì tất nhiên phải có thỏa thuận đền bù. Thế nhưng, nhà cầm quyền Hà Nội không theo hướng hợp pháp đó mà họ quyết tâm dùng sức mạnh chính quyền để cướp lại khu đất này của dân. Thực ra, ai cũng biết chỉ khi nào không thể dùng luật pháp được họ mới dùng sức mạnh súng đạn như vậy. Cách hành động như vậy là nó tố cáo rằng chính quyền Hà Nội đã chà đạp lên luật pháp với mục đích chỉ đoạt cho bằng được khu đất này. Với việc cương quyết tấn công vào Đồng Tâm, có lẽ nhà cầm quyền Hà Nội nghĩ rằng họ không còn gì để mất. Còn gì ở đây là nói về uy tín, danh dự, là bộ mặt từ xưa nay họ ra sức che đậy bằng tuyên truyền. Họ cân nhắc điều thiệt hơn với người dân. Họ thấy đấu tranh pháp lý với dân không thắng thì họ lơ đi và chuyển sang sử dụng công cụ mà họ mạnh nhất, đó là họng súng. Trong tay họ có quân đội được huấn luyện bài bản, họ có phương tiện kỹ thuật, họ có khí tài, súng đạn. Họ chỉ thiếu chính nghĩa và lòng tin của người dân mà thôi. Đây là hình ảnh Đồng Xanh, vùng đất thuộc 59 hectare đất tranh chấp. Người dân Đồng Tâm cho biết khi tấn công vào làng, tiên chỉ huy đã đập cửa kêu, hàng thì sống, chống thì chết. Tiếng kêu rất hung tợn và kết quả thì ai cũng biết, họ vào tận giường cụ Lê Đình Kình và bắn chết cụ già ngoài 80 tuổi. Rồi sau đó họ mang xác cụ đi. Người Cộng sản đã xem người dân như kẻ thù từ đó. Và chỉ có xem dân như kẻ thù thì họ mới hành động như thế, chứ xem dân như đồng bào thì đó hành động khác rồi. Và họ đã bắt luôn cả những người chứng kiến vụ việc xảy ra. Những người tham gia sát cánh cùng dân Đồng Tâm nhiệt tình nhất chính là gia đình chị Cấn Thị Thêu. Trong đó có con lớn của chị là anh Trịnh Bá Phương, là người đã livestream, là phát truyền hình trực tiếp ngay trước cửa nhà anh, trong vòng vây của hàng chục an ninh, trong ngày cảnh sát cơ động tấn công vào vùng thôn Hoành. Theo nội dung trên livestream thì người dân Đồng Tâm cho biết lực lượng cảnh sát cơ động khoảng 1.000 tên, nhưng thực tế là đến 3.000 người. Lực lượng này chắn barrier, không cho ai qua lại, xem như nội bất xâm, ngoại bất nhập. Họ ném hơi cay, ném lựu đạn gì không rõ, khi bắn vào người rất đau và buốt. Người già chúng cũng tấn công, già lắm nhưng vẫn bị cho đánh, sưng cả chân cả tay ra. Theo đánh giá của người phát hình trực tiếp khi đó, lực lượng này không tha một ai, họ rất dã man, tàn bạo. Ngay khi đó, cháu trai của cụ Lê Đình Kình bị bắn gãy tay, một người không biết còn sống hay chết. Họ ném hơi cay vào nhà, không chịu được vì quá cay nên đang cầu cứu dân làng. Nếu lúc đó mà không cứu được thì có thể đã tử vong rồi. Đây là hình ảnh Trịnh Bá Phương phản đối chính quyền cướp đất cùng với dân Đồng Tâm.
sau khi sự việc Đồng Tâm xảy ra vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 gây rung động dư luận trong và ngoài nước, khiến ba cảnh sát và lãnh đạo tinh thần của làng Đồng Tâm là cụ Lê Đình Kình thiệt mạng, thì chính ông Trịnh Bá Phương là một trong những người tiên phong trong việc cung cấp thông tin về sự việc cho báo chí trong và ngoài nước. Anh cung cấp những đoạn video quay cảnh vợ cụ Lê Đình Kình nói về việc chồng mình bị giết chết như thế nào. Những hình ảnh và thước phim chụp cảnh hiện trường không xuất hiện trên truyền thông chính thống của nhà nước Việt Nam trong bối cảnh an ninh thắt chặt ở làng Đồng Tâm. Và kết quả là cả gia đình gồm chị Cấn Thị Thêu, con trai của chị là anh Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư đã bị chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt giam. Có lẽ gia đình chị Thêu đã làm cho chính quyền Cộng sản Việt Nam khó chịu khi họ biết rằng gia đình chị biết quá nhiều về họ. Và đến ngày 9 tháng 1 năm 2021, đúng một năm ngày mất của cụ Lê Đình Kình, nhắc lại tội ác của chính quyền Đảng Cộng sản là cần thiết để người dân thấy rằng cần phải đấu tranh để chính quyền bớt lộng hành, người dân bớt ân ức nhằm tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn và Việt Nam sẽ văn minh hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 1 năm 2021 với bản tin Ngày giỗ đầu của cụ Lê Đình Kình, nhà cầm quyền vẫn chưa buông tha gia quyến. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.